ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn, ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lẽ chân, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài sân. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park. Cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dung, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dân, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trở lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trở lại đây cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Kính chào quý vị trong chương trình Nhân quyền cho Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, Chúc Hồ xin cảm ơn tất cả khán giả của đài truyền hình SBTN tại Boston đã ủng hộ Human Rights Việt Nam Park trong tuần lễ vừa qua, tinh thần lẫn vật chất. Và sau đây là có những tin rất quan trọng đầu tiên trong tuần này. Thứ nhất là mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại California đã vinh danh 3 người có giải thưởng cho nhân quyền 2013, đó là luật sư Lê Quốc Quân, kỹ sư Trần Quỳnh Duy Thức và ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Kính thưa quý vị, anh kỹ sư Lê Quốc, luật sư Lê Quốc Quân thì bị 30 tháng tù và phạt gần 100.000 tiền US. Trong khi đó, anh kỹ sư Trần Quỳnh Duy Thức thì đang bị giam với bản án là 16 năm tù. Và một chuyện quan trọng nữa là gia đình của bà Nguyễn Thị Kim Liên đã đi thăm hai em Đinh Nhật Quy và Đinh Nguyên Kha, và hai em đã xác nhận với mẹ là hai em sẽ không nhận tội những gì mà tội mà chính quyền cộng sản đã ép lên hai người các em về tội khủng bố. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một người bạn trẻ, một người đã tranh đấu không những cho những người tị nạn và cho những phong trào nhân quyền gần đây, đó là luật sư Trịnh Hội. Em đang ở bên Phi,
Hôm nay về thăm tại SPTN, tại vì SPTN và Trịnh Hội có một sự làm việc với nhau trong thời gian khá lâu, từ mấy năm về trước. Trong những ngày gần đây, trong 2 tuần qua, chúng ta đã biết là một số người Việt Nam chúng ta, giới trẻ, đã qua bên Phi qua lời mời của Asian Bridge để học về khoa học xã hội dân sự. May mắn là trong thời gian đó, luật sư Trịnh Hội đang ở bên Phi. Xin em cho anh biết về những gì mà em có thể biết được trong cái chuyện mà các anh em qua bên Phi học rồi về bị bắt. Dạ vâng, cảm ơn anh Trúc Hồ, cảm ơn anh Đỗ Phủ và xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên có lẽ là Trịnh Hội phải xin lỗi là bởi vì ăn mặc hôm nay không được chỉnh tề cho lắm, bởi vì Trịnh Hội cũng vừa mới bên Phi về, không có dự định đi lên TV. Trịnh Hội hiện giờ thì đang ở bên Phi và bên Thái Lan để giúp những trường hợp tị nạn. Thì dĩ nhiên thưa anh là em cũng ở Phi cũng khá lâu rồi đó anh, ở từ năm 97 cũng được 16 năm rồi. Thành thử khi mà thấy cái chuyện này xảy ra bên Phi thì cũng có tìm hiểu và biết rất là nhiều. Có thể gọi là biết hơn một số người là tại vì thưa quý vị, những cái tổ chức như là Asian Bridge hoặc là ngay cả không cái ông Rollo Goles là một người cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phi đã viết thư để mà ủng hộ cái vấn đề này. Trịnh Hội cũng có biết bởi vì ông là một trong những người mà đã giúp cho đồng bào tị nạn trước đây rất là nhiều ở bên Phi Lục Tân. Trịnh Hội có biết nhiều về cái tổ chức Asian Bridge Philippines này không Trịnh Hội? Dạ biết chứ, và sau khi mà tìm hiểu cái này rồi cũng có nói chuyện với họ. Tổ chức Asian Bridge thưa quý vị nó là một cái tổ chức NGO, là một tổ chức phi chính phủ, phi chính trị và phi tôn giáo, nó gọi là non-religious, non-political and non-government organization. Nó được thành lập năm 2000 ở bên Korea. Đầu tiên là ở bên Nam Hàn, thì lúc đó cái xã hội Nam Hàn nó cũng đang muốn học về xã hội dân sự, thành thử là có một người Nam Hàn họ thành lập. Họ thành lập đầu tiên bên Nam Hàn, gửi những người từ bên Nam Hàn qua bên Phi Luật Tân học về xã hội dân sự. Rồi đến năm 2004 thì họ mới bắt đầu mở cái văn phòng Asian Bridge ở bên Phi Luật Tân. Vâng, anh Đỗ Phủ. Trong cái thơ mời mà cái này, những cái tài liệu mà quý vị thấy trên màn ảnh đó, thưa quý vị, đó là những tài liệu mà Trịnh Hội lấy được từ những cái Facebook page, trên trang Facebook của những anh em tị nạn, không phải anh em tị nạn, sorry, những anh em đi học xã hội dân sự về lại Việt Nam và đã bị câu lưu trong vòng 24 tiếng đồng hồ ở Tân Sơn Nhất. Thì khi mà mấy anh em biểu tình rồi nhận được những cái lá thư này mà anh em đăng lên, thì cái đó là những cái lá thư mà mấy anh Trịnh Hội có in ra đưa cho mấy anh xem luôn. Trịnh Hội có dịp tiếp xúc với những anh em đi học cái lớp này không? Nếu mà gặp thì chỉ gặp qua cái việc là mình đến mình làm thông dịch viên cho cái Asian Bridge Philippines này mà thôi. Và cái điều này thì mấy anh em mà đi học đó về cũng bị công an hỏi, thì cũng trả lời thật là đã được Asian Bridge Philippines nó mời, thưa quý vị, là nó mời cái ngày 4 tháng 10, sau đó xác nhận rằng là họ đã học xong và họ sẽ về lại Việt Nam. Thì đúng ngày 4 tháng 10 đó đi về lại Việt Nam thì đã bị câu lưu và bị làm khó dễ. Vì vậy thì quý vị có thể để ý rằng là có những tấm hình mà các bạn in hình ra và viết thư, có nghĩa là phải viết thư trước tại biết là về là sẽ bị bắt. Quý vị có thể để ý đó là cái ngày 4 tháng 10 là ngày mà Asian Bridge viết cái thư là coi như cảm ơn các em đã qua học. Thì tới cái ngày 7 tháng 10, có nghĩa là 3 ngày sau, phải ra một cái press release, một cái thông cáo báo chí thông báo rằng là chính họ là người đứng ra tổ chức và họ thật sự không hiểu là tại sao chính phủ Việt Nam lại làm khó dễ những học sinh, sinh viên đi học về xã hội dân sự. Bởi vì đối với họ, nước Việt Nam là một trong những nước thành viên của khối ASEAN. Và khối ASEAN nó có cái chữ nó gọi là One Vision, One Identity và One Community. Có cùng một bản sắc, có cùng một cộng đồng. Và vì vậy họ mới nói rằng là chính phủ Việt Nam, kể cả những chính phủ như ở bên Phi Luật Tân hoặc là chính phủ trong vùng, đều cần phải khuyến khích mọi người dân đi lại và tìm hiểu nhau về văn hóa cũng như lịch sử của mỗi nước, hơn là làm cho họ sợ hãi. Dạ vâng. Rồi Trịnh Hội, khi mà Trịnh Hội nói chuyện với những em mà đi học lớp này đó, thì cái ngoài họ viết những bức thư họ nghĩ là họ bị bắt, thì Trịnh Hội có cảm nhận gì khác nữa về những em này không? Cảm thấy những người nào họ, cái tinh thần gọi như thế nào? Trịnh Hội xin thưa quý vị là muốn đọc ra một cái thư của một em tên là Trương Quỳnh Như, năm nay 23 tuổi, đến từ Sài Gòn, Việt Nam. Em biết là bị bắt, là sẽ bị câu lưu, nhưng mà đã viết một cái lá thư nói rằng là tối nay 9 tháng 10 tôi cùng hai người bạn sẽ trở về Việt Nam. Bức thư này là lời cảm ơn chân thành tôi muốn gửi đến bà Bona Mendoza, người này là cái người Executive Director, giám đốc điều hành của Asian Bridge, và những điều quý giá và những kỷ niệm dễ thương 2 tuần qua.
Mặt khác, trước một số diễn biến không hay đã xảy đến với các học viên khác, vài ngày trước đó khi họ trở về Việt Nam, tôi viết thư này cũng nhằm bày tỏ quan điểm của tôi về khóa học cũng như quyết định của tôi tham gia khóa học này. Đầu tiên đó là như nói rằng là ông bà xưa đã nói đi một ngày đàn học một sàng khôn. Thì đúng như vậy, trong hai tuần đó, dù ngắn ngủi thôi, tôi đã được thấy những điều chưa được thấy, tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà trước đây chưa có lời giải. Và quan trọng hơn, tôi được hòa chung nhịp đập của những người trẻ Việt Nam khao khát đem sức trẻ của mình đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, cô nói là cô đã rất vui khi mà đã học được những cái điều này. Nhưng mà thật buồn là khi các học viên này trở về, họ đã bị nghi ngờ và về các động cơ không lành mạnh, mà đó là điều mà tôi không thể hiểu được. Trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng trước sự khác biệt quá xa giữa những câu khuyến khích người trẻ chúng tôi dấn thân vẫn hay thường được nghe và thực tế khi chúng tôi làm theo những câu nói đó. Tôi tin quyết định tham gia khóa học này của mình là đúng đắn. Nếu được quay trở lại cách đây 2 tuần trước, tôi vẫn sẽ xách ba lô và lên đường đi. Tuổi trẻ là thời gian dành cho quan sát, học hỏi và trải nghiệm. Đi để thấy cuộc sống này không chỉ là trắng và đen, không là hình mẫu rập khuôn qua nhiều năm tháng. Cuộc sống là đa dạng, đa nguyên, và sau đó là làm điều gì đó, dù lớn hay nhỏ, có ích cho cộng đồng, cho xã hội nơi tôi sống, để mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi. Có thể sẽ có ai đó đang thắc mắc xã hội dân sự là gì. Nếu bạn có lòng và muốn đời mình có nghĩa, hãy xách ba lô lên và đi như chúng tôi vào năm sau. Ký Manila ngày 9 tháng 10 năm 2013, Trương Quỳnh Như. PS, tái bút. Tôi viết thư này trong tình trạng sức khỏe, thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường. Cái này là Như nó viết để chứng tỏ rằng là lúc đó là rất khỏe đó. Không biết về Việt Nam sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà đó là cảm tình, tâm tư của một trong những người học về xã hội dân sự. Qua chuyện này, luật sư Phủ và luật sư Hội nghĩ vì gì giới trẻ Việt Nam? Cái chuyện mà khi mà Trịnh Hội đưa ra những cái thơ này và Trịnh Hội có tiếp xúc với những người giới trẻ thì mình thấy rõ ràng là giới trẻ họ vẫn những cái thông tin ở Việt Nam, những cái tin tức mà chúng ta đưa ra không phải là tất cả những người trẻ Việt Nam họ biết được. Nhưng mà mình có tác động. Và khi có tác động mà những cái tin tức mà từ Facebook, từ những cái chuyện mà Internet mà những người sinh viên họ tham dự đó, họ có một cái cơ hội, họ bắt đầu họ nhìn thấy và họ bắt đầu đi tham gia vào những chương trình về dân sự. Chương trình về dân sự như anh Trịnh Hội đưa ra, nói chuyện, Trịnh Hội nói chuyện cũng như là Asian Beat đưa ra là hoàn toàn vô chính phủ. Và không phải là một cái chương trình của một cái tổ chức nào đưa ra. Nhưng mà phía bên Đảng Cộng sản họ vẫn sợ là tại vì khi mà nói đến xã hội dân sự đó là nói đến tự do tư tưởng. Một xã hội văn minh, một xã hội người dân họ có cái quyền của họ. Và khi các em này học được cái quyền này đó thì Trịnh Hội cũng thấy là các em này học được quyền này thì Cộng sản sợ rằng là những em này sẽ về nước và sẽ có những em này là Đinh Nguyên Kha, sẽ có những em sẽ là Phương Uyên và chúng ta có thể có những hình di tích khác, cho nên Cộng sản Việt Nam mới làm khó dễ các em này. Gần đây thì chính quyền Cộng sản Hà Nội càng ngày càng đàn áp, trù dập mạnh mẽ những nhà đấu tranh dân chủ và những người yêu nước. Càng đàn áp mạnh mẽ thì chúng ta càng thấy giới trẻ càng đứng lên. Một cái mà chúng ta rất là vui là chúng ta sau khi mà Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Quy bị bắt thì tất cả giới trẻ đi học xã hội dân sự, họ biết là cái cơ hội họ về nước cũng có thể bị trù dập, bị bắt, theo dõi, câu lưu. Những cái chuyện đó họ biết chắc chắn là họ sẽ bị, nhưng mà họ vẫn đi qua để họ tìm hiểu và học. Và chúng ta xin nên, chú Hồ xin đọc một cái lá thơ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á để gửi mà cảm ơn cho văn phòng của Asian Wish. Là bà một lá thơ có viết như thế này: thay mặt Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tôi viết thư này cảm ơn Asian Wish Philippines đã cho tôi cơ hội được trò chuyện với nhóm thực tập sinh viên Việt Nam của các bạn vào tuần trước. Trong cuộc trò chuyện đó, tôi đã chia sẻ với họ những công việc quan trọng mà cao ủy thực hiện ở khu vực gồm Việt Nam và cả nước khác. Đó quả thật vừa là niềm vui, vừa là một cơ hội hiếm hoi để tôi có thể gặp gỡ những người trẻ tuổi, thông minh và đáng cảm phục đến thế từ Việt Nam. Những người khát khao tìm hiểu về thế giới quanh họ và về những công ước nhân quyền quốc tế mà nước Việt Nam đã ký và phê chuẩn. Kính thưa quý vị, cái đó là chuyện quan trọng.
những cái lớp như vậy để chúng ta biết gì, những lớp như vậy để chúng ta, những người dân Việt Nam của chúng ta biết là họ có những quyền gì theo công ước nhân quyền quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã công nhận. Theo Trúc Hồ, đây là một trong những gọi là lớp học cần thiết rất tốt nếu mà chúng ta có nhiều, làm sao cộng đồng người Việt Nam của chúng ta có nhiều người để mà liên hệ làm việc cộng tác với nhiều NGO về nhân quyền quốc tế để mà chúng ta có thể tổ chức, nhờ họ tổ chức và mời tất cả các anh em trẻ ở trong nước qua để học về những quyền căn bản nhân quyền theo luật công pháp quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ đã ký vào với Liên Hợp Quốc. Cái đó là chuyện rất ư là tốt. Và giới trẻ Việt Nam, một cái mà chúng ta thấy và chúng ta hãnh diện là các em đã không còn sợ. Dạ vâng. Đúng, thì em cũng đồng ý với anh Trúc Hồ, với anh Đỗ Phủ, thưa quý vị. Khi mà anh Trúc Hồ hỏi câu đó thì Trịnh Hội thấy là dĩ nhiên, cái chuyện mà mình biết các bạn và mình thấy được nhiều người Việt Nam trẻ tuổi mà có can đảm, cái chuyện đó là đối với Trịnh Hội, cái chuyện đó hiển nhiên. Mình thấy các bạn biết mình về mình sẽ bị bắt mà vẫn đi, vẫn về, vẫn viết thư, đó là một cái chuyện hiển nhiên. Nhưng mà cái chuyện mà Trịnh Hội muốn nhắc ở đây là cái sự mà họ rất mong mỏi học được thêm về những gì đất nước Việt Nam đã ký kết với Liên Hiệp Quốc và với cộng đồng quốc tế. Vì vậy Trịnh Hội nghĩ rằng, giống như lời anh Trúc Hồ nói rằng, ngoài cái việc chúng ta khuyến khích họ nên làm, Trịnh Hội nghĩ rằng là cái việc thiết thực nhất đó là chúng ta cần xác định là xã hội dân sự ở Việt Nam nó đang được phát triển, thưa quý vị. Những người bạn này họ về lại, họ làm việc với những nhóm khác, mình đâu biết được. Và có biết bao nhiêu bạn trẻ họ cần đi, họ muốn đi mà họ không có cơ hội đi. Vì vậy, bởi giống như là cái ông Lauren Malin là cái ông mà đã ký cái giấy này đó, thưa anh. Ổng là phó trưởng phòng, nhưng mà ổng hiện giờ là quyền trưởng phòng của Liên Hợp Quốc đặc trách về nhân quyền ở Đông Nam Á. Thì ổng nói đó là vừa là một vinh dự mà vừa là một cái rare opportunity, là một cái cơ hội hiếm có. Đây là Trịnh Hội nghĩ là một cái cơ hội. Trịnh Hội mặc dù đây bây giờ là hiếm có, nhưng mà Trịnh Hội rất mong là cộng đồng người Việt của chúng ta sẽ tạo những điều kiện để càng ngày càng có nhiều cơ hội hơn. Nó sẽ không trở thành một cơ hội hiếm có nữa, là nó sẽ trở thành một vấn đề bình thường. Bởi vì đây không phải là vấn đề chỉ tranh đấu về nhân quyền không, mà còn tranh đấu về cái xã hội dân sự, giống như luật sư Đỗ Phủ nói, là làm sao giúp cho người dân có một tiếng nói độc lập, không hẳn là phải chống đối chính phủ, mà chỉ cần một tiếng nói độc lập riêng rẽ của người dân. Và mong cái điều đó là chính phủ Việt Nam họ sẽ xét lại để họ không còn hà hiếp hoặc là bắt người vô cớ giống như trong thời gian vừa qua, mới tuần trước thôi, thưa quý vị. Yeah. Vâng. Những cái lớp mà như những cái tổ chức NGO hoặc tổ chức thường thường đó, chẳng hạn như National Endowment của Hoa Kỳ hoặc những cái foundation Hoa Kỳ, họ những cái lớp, thường thường những cái lớp này họ chỉ nói về cái quyền dân sự của người dân. Yeah. Họ không hề kêu gọi lật đổ chính phủ. Họ cũng không hề kêu gọi là phải đứng lên để chống chính phủ. Họ chỉ nói về cái quyền của con người và cái quyền trong một người dân sống ở trong một cái xã hội văn minh, thì họ có những cái quyền nào. Thì các em này cũng đi học những cái chuyện đó. Đúng rồi. Thưa quý vị, là Trịnh Hội cũng xin nói thêm là qua cái chuyện mà đi làm tị nạn của Trịnh Hội mười mấy năm, nó cũng là thực thi một cái quyền xã hội dân sự. Có nghĩa là giống như anh Trúc Hồ cũng biết là cái chuyện mà ví dụ như bên anh làm là bên em đang có ta giúp cho những anh chị em ở bên Campuchia, hoặc là ngay cả cái việc em làm tị nạn bây giờ bên Thái Lan và bên Phi Luật Tân, nó không liên quan đến chính trị. Mà nó thật sự đó là xã hội dân sự. Nó là một cái quyền mà mỗi người dân đều biết và tự cảm thấy đó là trách nhiệm của mình và mình làm. Khi mà một đất nước mà người dân họ có quyền căn bản làm người, quyền nói lên những gì mình muốn nói, quyền bầu cử và chọn những người nào mà để lãnh đạo đất nước, những quyền căn bản như bài nhạc trả lại cho dân của anh em trong tù ở trong nước để là chúng ta nghe thấy. Chúng ta nghe cái lời mà chúng ta rất là xót xa, trả lại đây cho nhân dân tôi. Quyền được sống, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tìm mưu cầu hạnh phúc. Những cái đó là những cái gì mà rất ư là căn bản trên thế giới này. Yeah. Trong cái thế kỷ mà chúng ta đang sống, thế kỷ mà chúng ta đang sống, không có cách chi mà một quốc gia mà không cho người dân của họ những cái quyền căn bản đó. Khi mà họ đã hội nhập vào với những cơ quan của thế giới, khi mà chúng ta một đất nước mà hội nhập vào những cái quan thế giới, thì chúng ta phải chấp nhận những cái quyền căn bản mà thế giới đã đồng ý với nhau qua Liên Hiệp Quốc. Nếu mà chúng ta không thích mà chúng ta ép người dân chúng ta không được quyền đó, thì chúng ta nên bế quan tỏ cản giống như Trung Cộng và Việt Cộng đã làm bao nhiêu mấy chục năm về trước. Nhưng mà bây giờ là thế giới đã sống chung với nhau như vậy, thì tất cả những người dân trong nước Việt Nam chúng ta
họ được quyền nói ra những gì họ muốn nói, và các em trẻ tuổi này họ được quyền để đi học những khóa về xã hội dân sự để họ biết được là à, chúng tôi có quyền gì, người dân chúng tôi có quyền gì. Và khi họ có được cái quyền những gì mà họ có quyền theo luật định của thế giới, thì tất cả cái sự thay đổi của cái xã hội dần dần sẽ được thay đổi. Đó là một sự... anh thì anh nghĩ gì? Anh nghĩ khi mà người dân mà họ có quyền căn bản làm người thì tất cả những gì xung quanh nó, mọi chuyện từ từ nó sẽ được... Nhưng mà đặc biệt là cái này, cái chức năng tính của nó là như thế này, là đây là một tổ chức của một nước phi chính phủ nhưng mà nó đặc chế về khu vực châu Á. Mà khu vực châu Á là như anh Trịnh Hội nãy cũng nói là nó là một cái... Việt Nam là một thành viên của khối Asian. Và khối Asian là một cái khối và Việt Nam là một thành viên, thì đây là học mình chia sẻ kinh nghiệm của những cái nước trong cái đặc khu châu Á đó thôi. Và những cái phần, những cái nước châu Á đó gồm có Nam Hàn, Phi Luật Tân và một số nước khác vân vân. Thì đây là người, các em trẻ Việt Nam qua đây chỉ học những cái nước bạn với mình, và Việt Nam là một thành phần ở trong đó thôi. Thế thì khi mà Cộng sản họ ngăn cản những em này, họ không muốn nước Việt Nam tiến như những nước Phi Luật Tân hoặc là như nước Nam Hàn, Mã Lai. Cái đó là cái thật sự mà tôi thấy buồn cho đất nước Việt Nam. À, mà buồn cho đất nước mình là tại sao những người trong Trung ương Đảng có thể nghĩ ra được là họ ngăn cản cái chuyện đó. Nhưng mà anh Trúc Hồ biết không, mà xin lỗi cho em tiếp lời một tí là đối với em á, đúng là em cũng cảm thấy hơi buồn và cảm thấy hơi ngạc nhiên, kiểu giống như nói á, là rất là hụt hẫng là tại sao chính phủ Việt Nam đã làm những điều đó. Nhưng mà thưa quý vị, theo như cái lời của một cái lá thư khác của ông Ronald Goles, ông từng là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phi Luật Tân, thì ông cũng đã đến tham dự cái khóa học này. Và cái lá thư này đã được in trên một trong những người tham dự viên về bị bắt đó, thì đã đưa in lên và Trịnh Hội hôm nay có đọc được đó. Ông nói rằng là ông cũng không ngờ rằng là chính ông đã cảm thấy rất là impressed, cảm thấy rất là inspired, là cái cảm xúc của ông dâng trào. Khi mà bởi vì ông là chống về vấn đề mà Biển Đông mà Trung Quốc có ý định bành trướng qua cả bên Phi Luật Tân. Trung Cộng dạ. Dạ vâng, thì ông mới là một trong những người dân biểu đứng lên ở diễn đàn quốc hội để thông báo về vấn đề là nó gọi ông ơi là bully, là một cái hành động thô lỗ từ Trung Quốc. Thì ông nói rằng là khi mà ông coi những cái video đó mà người Việt Nam mình biểu tình, thì ông nói là chính những cái điều đó nó làm cho ông inspired, ông có cảm xúc dân anh trào. Anh đã từng biểu tình chung với lại những người Philippines ở bên DC. Exactly. Ngay trước tòa đại sứ Trung Cộng với người Phi về vấn đề thực, mà ngoài Cộng. Cái chuyện mà mình thấy như vậy, ông càng ngạc nhiên hơn là mặc dù chính phủ Việt Nam có những cái hành vi thô bạo, nhưng mà ông rất inspired là người Việt Nam mình vẫn dám đứng lên. Thành thử đối với em lại cảm thấy vui nữa. Em vui rằng là em thấy được là khi mà có một cái sự đàn áp thô bạo mà người dân vẫn dám đứng lên nói cái quyền mà họ muốn nói, những điều mà họ tin tưởng là đúng, thì họ lại được, họ được tôn trọng. Cái mà em buồn đó, thưa anh Đỗ Phủ, là từ cao ủy Liên Hiệp Quốc cho tới cựu cố vấn an ninh quốc gia, cho tới dân biểu, cho tới NGO của Phi đều khen ngợi những người này, trong khi ở Việt Nam mình thì lại không đối xử một cách công bằng. Nó lạ là vậy đó. Có một cái lá thư của một em đi học tên là Phạm Trần Quân. À, chào các bạn. Hôm nay tôi viết đơn này nhằm gửi cảm ơn sâu sắc tới tổ chức Asian Quiz đã được học 2 tuần tại Philippines. Qua khóa học tôi đã học rất nhiều điều bổ ích, tích thực hành cao cho nghề nghiệp và cuộc sống sau này. Tôi đã lần đầu tiếp cận với khái niệm xã hội dân sự, một thành phần không thể thiếu của bất cứ xã hội dân binh nào, dân chủ nào trên thế giới. Ấy vậy mà không biết vì lý do gì, nhà nước e sợ điều gì mà tất cả những người bạn cùng học với chúng tôi trong 2 tuần qua đều lần lượt bị bắt giữ lại để điều tra. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy rõ ràng là người dân trong nước, các em cũng không hiểu, không biết lý do gì, sợ điều gì mà chính quyền cộng sản lại bắt. Nhưng mà chắc mình biết chứ không anh Phủ, Đỗ Phủ? Chắc chắn là mình biết. Tại sao? Mình biết là cái sợ của họ là cái sợ mà những người trẻ này sẽ là thành phần đường cột của đất nước và đứng lên họ nói tiếng nói độc lập, những điều suy nghĩ. Đúng rồi. Và họ nói thật. Nhưng mà nó cũng có một cái trong cái chuyện này đó, mình có một cái được là mình có thể vui một chút là như vậy, là chính quyền cộng sản Việt Nam họ đang sợ. Tại vì khi mà sợ đó, họ đi họ làm tất cả những chuyện giống như là bắt những em này điều tra khủng bố tinh thần trước khi có chuyện gì xảy ra. Tức là bây giờ Việt Nam họ biết là họ đang có vấn đề. Vì biết họ đang có vấn đề rất lớn, rất mạnh, và các em đi học rất đông, cho nên họ đâm ra họ sợ và họ phải làm những chuyện này trước để cảnh cáo. Thì cái đó cũng là một cái mà tuy là buồn
Nhưng mà cũng vui là tại vì Cộng sản Việt Nam họ thấy bắt đầu phong trào về vấn đề con người, họ biết suy nghĩ, lan động ra rồi. Chúng ta đã gần hết giờ, xin Trịnh Hội qua chương trình này em có nhắn gửi với tất cả các bạn trẻ Việt Nam, bởi vì chương trình Nhân quyền cho Việt Nam rất nhiều bạn trẻ Việt Nam trong nước xem. Xin chào các bạn. Trịnh Hội nghĩ rằng Trịnh Hội rất là cảm thấy may mắn, và hơn thế nữa là cảm thấy rất là hãnh diện đã được quen biết với một số bạn, và mong rằng là sẽ được quen biết nhiều hơn, để chúng ta có thể giúp đỡ cho xã hội dân sự Việt Nam ngày càng được phát triển hơn. Xin kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta thấy được hai chuyện chính xác. Điện thứ nhất là giới trẻ Việt Nam đã không còn sợ, đã đứng lên để tìm hiểu sự thật. Và chuyện thứ hai chúng ta cũng biết, đó là chính quyền Cộng sản đang sợ. Họ đang sợ những gì họ đang làm, đã làm, tội ác của họ bao nhiêu năm qua. Chắc chắn sẽ có một ngày sự thật phơi bày hết, và giới trẻ sẽ đứng lên và lấy lại sự thật, lấy lại công bình, lấy lại nhân quyền cho Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lưỡi trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài xâm. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam Park, là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh nguyện thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park.